Dạ vâng, cửa hàng Nova Co Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cắt cỏ. Đó. Hôm nay thì chuyển chủ đề một tí, lên cho các bác xem một máy cắt cỏ Echo Kyorit nhá. Đó. Hàng Nhật nội địa ri nguyên bản 100% từ A tới Z cho các bác luôn. Đó. Echo 260. Con này thì công suất 26cc, rất phù hợp với cho các bác sử dụng gia đình. Nhỏ nhẹ các bác nhá. Nó nòng 34 ly. Máy móc zin từ A tới Z, đẹp. Con này thì đích hợp luôn chụp giật trợ lực các bác nhá. Đó. Bình xăng của nó đây, zin này. Bình xăng zin, dây ga zin, buji tip mở buji zin này. Buji zin từ A tới Z, nòng zin các bác nhá. Đó, những con ốc của nó này zin từ A tới Z, chưa hề có vết coi như là tháo chiếc gì luôn. Đảm bảo cho các bác. Máy móc. Đó. Máy móc thì đẹp nhức nách này các bác nhá. Con này thì em đã lên cho các bác một tay ga bóp để cho các bác về tiện sử dụng nhá. Còn rin theo máy của nó là một cái tay ga đẩy. Tay ga đẩy thì nó hơi khó xài một tí, thì em sẽ lên cho các bác sử dụng tay ga bóp để cho các bác sử dụng. Còn tất cả dây ga thì em vẫn giữ rin lại nhá. Công tác rin này. Đó, công tác rin. Đó, tay dây ga, có mỗi cái phần tay ga thì em đã lên tay ga bóp cho các bác. Thì con này là lô thôi. Còn tất cả là zin nguyên bản từ A tới Z. Đó. Cần zin ạ, tem mát chuẩn chỉ nhá, chưa hề mà mất tem hay gì cả. Đầu bò zin này các bác, đầu bò zin nhá. Zin của nó luôn. Đấy. Máy móc Echo Kyorit tháng này có lẽ là nổi tiếng rồi, các bác thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Đó. Đẹp tình trạng đây. Mã số của nó đây nhá, 5503 6686 Made in Japan này. Đó. Hàng chuẩn cực kỳ luôn. Đó, nói chung là máy móc em đã kiểm tra cũng như dọn nộp ngon lành đấy các bác nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Con này tích hợp luôn chụp giật trợ lực thì giật, các bác mà về sử dụng gia đình thì giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Kéo nhẹ là nó sẽ nổ thôi. Không cần phải dùng tí lực nào cả. Đó. Bô còn sáng nguyên nhá. Bên em cửa hàng chúng em mình chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ zin nguyên bản, hàng chất lượng, không bán những dòng mà bảo là giá rẻ, cũng như là bảo bán những dòng mà đã qua thay thế hay sửa chữa binh linh kiện gì thì bên em không có bán. Chỉ bán những dòng máy cắt cỏ rin, đảm bảo cho các bác về sử dụng có thể ngon lành nhất. Đó. Hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2.100.000 các bác nhá. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi. Các bác nào đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của nó là gồm 5 món: một típ mở buji, đó, một chiếc tô vít chỉnh, một con dao, một dây đeo và một ổ vắt cước để phát theo máy các bác nhá. Đó, các bác nào thích ráp dao thì các bác ráp, còn các bác nào thích ráp ổ cước và các bác sử dụng thì các bác có để ráp luôn. Đó, vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua nhá. Máy móc nổ thì còn cực kỳ êm luôn các bác nhá. Giật nhẹ cái là nổ thôi. Đó. Máy móc em đã dọn nổ cũng là căn chỉnh ngon lành đấy các bác nhá. Dòng chụp giật trợ lực thì giật rất là dễ nổ các bác nhá. Kéo nhẹ đây thôi là nó đã nổ rồi. Đó. Cần kéo nhẹ thôi là nó sẽ nổ. Không phải mất tí sức nào cả. Đó. Đó. Con này thì bán em bán với giá là 2.100.000. Đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Và được tặng kèm phụ kiện. Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ, nhấc máy liên hệ trực tiếp qua em để đặt hàng các bác nhá. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình này các bác nhá. Đó, số điện thoại đó thì em cũng đã xài số Zalo luôn. Các bác nào có Zalo thì kết bạn với Zalo với em để nhắn tin cũng là để tham khảo về thêm về máy móc. Đó, rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.